Tổng Bí thư Tô Lâm làm sạch bộ máy, cựu chủ tịch huyện gây thất thoát số tiền khủng. Quý vị thân mến, công cuộc đốt lò khủng của Tổng Bí thư Tô Lâm đã cháy rực đến mọi ngóc ngách của các cấp và mọi tỉnh thành. Công tác phòng chống tham nhũng đang được tiến hành rất quyết liệt, kiên quyết xử lý tất cả các đối tượng sai phạm, bất kể người đó là ai, ở bất cứ ngành nào, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Sau đây là những vụ việc đáng chú ý. Nóng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện gây thiệt hại gần 40 tỷ đồng. Tạm đình chỉ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hạ Long bắt tạm giam người phụ nữ thuê người phá rừng. Lê Thanh Hải và bản án thích đáng được đánh đổi bằng máu và nước mắt của người dân Thủ Thiêm. Những quan chức nhận hối lộ và thói ăn chơi xa xỉ chưa từng có ở Việt Nam. Những đại án nhận hối lộ của quan chức vì đất vàng, công cuộc chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện được tinh thần nhất quán của Đảng và Nhà nước, đang được sự ủng hộ, đồng tình của tất cả các tầng lớp nhân dân. Vụ việc Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với hai bị cáo nguyên là Chủ tịch Ủy ban dân huyện Đất Đỏ và nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016, sau khi ba dự án khu dân cư thu nhập thấp thị trấn Phước Hải, khu dân cư khu phố Lộc An thị trấn Phước Hải và cụm dân cư xã Phước Hội, khu dân cư Kim Liên đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 đã họp và ban hành các văn bản chỉ đạo. Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện lập thủ tục giao đất, không thông qua đấu giá cho cán bộ, công chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các cá nhân trên địa bàn. Thời điểm này, Tạ Văn Bửu đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và Huỳnh Văn Phi đang là trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Biết rõ được chủ trương nêu trên là không đúng theo quy định của luật đất đai năm 2013, tuy nhiên vì vụ lợi cho bản thân được giao từ 1 đến 2 lô đất, các cá nhân khác nên Bửu và Phi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để thực hiện tham mưu ký 169 và quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 38,5 tỷ đồng, tính tại thời điểm giao đất theo kết luận định giá tài sản. Trong đó, cơ quan chức năng đã xác định hành vi của bị cáo Tạo Văn Bửu dẫn đến thiệt hại cho nhà nước hơn 35,6 tỷ đồng. Bửu đã hưởng lợi gần 546 triệu đồng. Còn hành vi của Phi dẫn đến thiệt hại cho nhà nước hơn 33,3 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 511 triệu đồng. Hai đối tượng khác có liên quan đến vụ án đã được cơ quan chức năng khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tuy nhiên, xét thấy cả hai đối tượng đều nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm quy định, nhưng vẫn thực hiện. Trong trường hợp thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không nhận đất mà thực hiện theo chủ trương chung nên không có tư lợi. Mặt khác, qua quá trình điều tra, hai đối tượng đã tích cực trong việc khắc phục hậu quả của vụ án, nên cơ quan cảnh sát điều tra đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với hai bị cáo này. Hiện nay, cả bốn đối tượng có liên quan đến vụ án đã cùng khắc phục toàn bộ thiệt hại. Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Bửu 3 năm tù, bị cáo Huỳnh Văn Phi 2 năm 6 tháng tù, cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tạm đình chỉ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hạ Long. Công tác phòng chống với tham nhũng tiêu cực đã góp phần giữ gìn giang sơn, gấm vóc và thành quả của cách mạng. Để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, nhân dân luôn vững tin theo Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Một trong những đòi hỏi cấp bách và xuyên suốt là phải đấu tranh với phòng chống tham nhũng và tiêu cực, làm cho Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Mới đây, do không quyết liệt trong việc giải ngân các dự án đầu tư, ông Lê Việt Hải, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã bị tạm đình chỉ công tác. Vào ngày 1 tháng 10, tỉnh Quảng Ninh cho biết
Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Việt Hải, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng đơn vị này. Trước đó, vào chiều 30 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã họp, nghe và cho ý kiến về tiến độ giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024. Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, thành phố Hạ Long đã phấn đấu đến 30 tháng 6 đạt tỷ lệ giải ngân 50%, đến 30 tháng 9 đạt tỷ lệ giải ngân 80%, đến 31 tháng 12 đạt 100% kế hoạch. Theo đó, thành phố Hạ Long đã đặt ra một loạt các giải pháp quyết liệt, như yêu cầu các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân, chi tiết của từng dự án, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm, theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án theo kế hoạch đã đề ra, đôn đốc chủ động tháo gỡ khó khăn từng dự án. Đồng thời, thành phố Hạ Long cũng yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành rà soát, cam kết tiến độ giải ngân theo các mốc 30 tháng 6, 30 tháng 9 và 31 tháng 12. Các chủ đầu tư phải thành lập tổ công tác để nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2024. Thành phố Hạ Long cũng yêu cầu các chủ đầu tư trực tiếp đi kiểm tra hiện trường để kiểm tra nắm bắt tình hình kịp thời, xử lý các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long sẽ kiểm đếm tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công và có các biện pháp chỉ đạo các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tính đến ngày 30 tháng 9, công tác giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hạ Long vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác vận hành triển khai thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu một số phòng ban, đơn vị của thành phố Hạ Long chưa quyết liệt, chưa hiệu quả, chậm tiến độ, có biểu hiện của việc sợ trách nhiệm, ngại va chạm, đương đầu với khó khăn, từ đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố. Tại cuộc họp này, qua nghe ý kiến của các phòng ban và đơn vị, thành phố Hạ Long đã xác định việc chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công có một phần trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố. Do đó, thành phố Thành ủy Hạ Long đã thống nhất cho chủ trương để Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện ngay quy trình tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết theo quy định số 148, quy định Trung ương ngày 23 tháng 5 của Bộ Chính trị. Việc tạm đình chỉ công tác Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hạ Long được thực hiện từ ngày 1 tháng 10. Việc này nhằm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng. Quy chế làm việc tiếp tục khẳng định việc không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với trách nhiệm công tác của đội ngũ cán bộ thành phố Hạ Long. Bắt tạm giam người phụ nữ, thuê người phá rừng. Trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy rằng thời tiết cực đoan, mưa lớn, mưa kéo dài là nguyên nhân kích hoạt lũ quét và sạt lở đất, cuốn theo cây cối, đất đá, thậm chí là tính mạng hay tài sản của con người. Mưa bão lũ xảy ra ở nước ta ngày càng gia tăng, trở thành mối đe dọa nguy hại đến cuộc sống của con người và nền kinh tế của đất nước. Mới đây, để có đất trồng keo và bạch đàn, Mai Thị Nương đã thuê một số người dân chặt phá 6.500m2 rừng sản xuất ở huyện Đắk Pơ, Gia Lai. Ngày 1 tháng 10, Công an huyện Đắk Pơ, Gia Lai cho biết đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Mai Thị Nương, sinh năm 1984, trú tại tổ 1 thị trấn Đắk Pơ, huyện Đắk Pơ, để điều tra về tội hủy hoại rừng. Trước đó, khoảng tháng 7, Nương đã thuê một số người đi chặt phá trái phép khoảng 6.500m2 rừng thuộc tiểu khu 603, địa phận xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm có khoảng 344 cây rừng bị cưa hạ. Theo Nương khai nhận, mục đích phá rừng là để trồng cây keo vào bạch đàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Pơ tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Người dân phải nhận thức được những tác hại của việc khai thác rừng bừa bãi. Không nên săn bắt các loài động vật quý hiếm để bảo vệ về số lượng, cá thể của loài. Ngăn chặn hiện tượng chặt phá rừng để bảo vệ môi trường sống cho các loài thực vật. Xây dựng các khu bảo tồn, vườn thực vật, vườn quốc gia, tuyên truyền giáo dục rộng rãi đến người dân, đặc biệt là những người dân ở vùng sâu, vùng xa, có trình độ dân trí thấp,
để cùng tham gia bảo vệ rừng, tham gia vào các hoạt động bảo vệ rừng, trồng cây xanh ở trường hoặc địa phương. Quý vị thân mến, khi nhắc đến người dân Thủ Thiêm, không ai là không khỏi đau xót khi chứng kiến cảnh họ bị đẩy ra đường, sống cảnh không nhà, không cửa, chống quan tham, cuộc chiến không khoan nhượng. Những ngày gần đây, đất nước đã chứng kiến việc thay đổi nhân sự thuộc Bộ Chính trị khi có liên quan đến những sai phạm và cũng có rất nhiều những đại án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý. Không có vùng cấm, kể cả đối với các cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức hay cán bộ đã nghỉ hưu. Mới đây, ngày 16 tháng 5 đã có quyết định chính thức của Bộ Chính trị về việc cho ông Lê Thanh Hải bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị Trung ương cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải được đưa ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13, theo thông cáo chiều ngày 16 tháng 5. Hai ngày trước, Bộ Chính trị Ban Bí thư đã đánh giá ông Lê Thanh Hải cùng các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các ông cũng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ, chính quyền thành phố. Những vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền và tài sản của nhà nước để xảy ra các vụ án hình sự nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Ông Lê Thanh Hải năm nay 74 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11, Ủy viên Trung ương 3 khóa 9, 10, 11. Sự nghiệp của ông gắn liền với thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy, hai nhiệm kỳ 2000-2010, 2010-2015. Tháng 3 năm 2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2010-2015 là do chịu trách nhiệm về những vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Có rất nhiều nguồn tin cho rằng khối tài sản của ông Lê Thanh Hải còn nhiều hơn cả những tỷ phú của Việt Nam, chẳng hạn như tỷ phú Phạm Nhật Vượng hay bà Lê Thị Phương Thảo, Vietjet. Sau khi bị cách tất cả các chức vụ trong đảng, thì việc khởi tố ông Lê Thanh Hải là việc một sớm một chiều. Chúng tôi và cả quý vị hãy cùng chờ đợi những thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng. Và qua câu chuyện này cũng khẳng định lại một lần nữa là không có chuyện hạ cánh an toàn. Người dân Thủ Thiêm vì sau bao nhiêu uất ức đã bỏ ra máu và nước mắt, cuối cùng công lý luôn luôn được xiển dương. Trong cuộc chiến chống giặc nội xâm của Đảng và Nhà nước, tiếp tục giành thắng lợi với tinh thần không có giới hạn, không có bùng cấm. Thời gian qua, rất nhiều các vụ việc sai phạm đã và đang được đưa ra ánh sáng. Nhiều cán bộ đảng viên, kể cả đương chức hay đã về hưu, đều bị xử lý kỷ luật, bị truy tố. Chẳng hạn như nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã bị kỷ luật rất nặng sau khi nghỉ hưu. Nói theo ngôn ngữ dân gian đó là những cuộc hạ cánh không an toàn. Hạ cánh an toàn là những thành ngữ được sử dụng để chỉ cho quan chức về hưu. Không ít người cho rằng không cần và không nên xử lý những người không còn vai vế, quyền lực trong bộ máy. Chính điều đó đã tạo nên những tâm lý thu vén cá nhân, coi nhẹ đạo lý, luật pháp. Cũng chính điều đó tạo ra sự bất công, dung dưỡng cho những sai phạm mà hậu quả của nó cả chục năm sau còn chưa gỡ xong. Chính vì thế mà những cuộc hạ cánh không an toàn này sẽ là lời cảnh tỉnh cho những cán bộ đang đương chức, đương nhiệm. Hàng loạt các vụ đại án tham nhũng đất đai gây thất thoát, lãng phí số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục nghìn tỷ đồng đã được làm rõ, xử lý, khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng, Nhà nước. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Các đối tượng đã bất chấp pháp luật, liều lĩnh, câu kết, bắt tay nhau thành nhóm, tạo thành những liên minh, bảo kê cho các doanh nghiệp sân sau, thâu tóm đất công,
biến đất công thành đất tư để trục lợi, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Qua hàng loạt những vụ đại án tham nhũng, những xét xử, các quan chức tham nhũng vì đất cho thấy tất cả các phi vụ thâu tóm đất công, nếu không có sự tiếp tay của một số quan chức lãnh đạo thoái hóa, biến chất, thì những hành vi sai phạm không thể thực hiện được. Phát biểu tại khai mạc Hội nghị Trung ương năm khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, chúng ta đều đã biết đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Tôi đã nhiều lần nhắc lại câu nói này của các Marx rằng, lao động là cha, đất đai là mẹ, là của cải vật chất. Nhiều người giàu lên nhỏ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất, mất tất cả tình nghĩa cha con, anh em vì đất. Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua, có tới hơn 70% số vụ tố cáo khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai. Điểm qua những đại án tham nhũng liên quan đến đất đai. Đại án thứ nhất liên quan đến Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, gây thiệt hại 2.700 tỷ đồng. Liên quan đến tập đoàn Sabeco, Viện Kiểm sát đã đề nghị ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, từ 10 đến 11 năm tù. Ông Phan Chí Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương, 7 đến 8 năm tù, cùng với tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Đối với nhóm bị cáo, vi phạm các quy định về quản lý đất đai như ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Lâm Nguyên Khôi, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Lan Châu, nguyên chuyên viên Phòng Quản lý đất Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Theo Viện Kiểm sát, hầu hết tất cả các bị cáo đều là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành, cán bộ chủ chốt của Bộ Công Thương và Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đều có trình độ chuyên môn và hiểu biết trong lĩnh vực công tác. Vì những động cơ khác nhau, các bị cáo đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng. Từ đó chuyển dịch quyền quản lý sử dụng đất nâu trên là tài sản của nhà nước sang tài sản tư nhân, gây thiệt hại thất thoát số tiền hơn 2.700 tỷ đồng, gây bức xúc trong xã hội và suy giảm niềm tin của nhân dân. Từ những năm 2011-2012, Chính phủ đã có các nghị quyết yêu cầu các bộ ngành, tổng công ty nhà nước không đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nhất là lĩnh vực bất động sản tài chính. Khi triển khai thực hiện các dự án tại khu đất 246 Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, Sabeco không bố trí được số tiền phải nộp để chuyển mục đích sử dụng đất là 1.236 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Vũ Huy Hoàng vẫn quyết định cho đầu tư dự án và đã không chấp hành các nghị quyết của Chính phủ. Từ năm 2012-2016, ông Vũ Huy Hoàng đã chỉ đạo bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương và bị cáo Phan Chí Dũng có các văn bản chỉ đạo các cán bộ tại Sabeco dùng quyền sử dụng đất tại số 246 Hai Bà Trưng và tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân thành lập Sabeco Peer để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản. Sau khi góp vốn và Sabeco đứng ra thực hiện xong các thủ tục pháp lý cho dự án, ông Vũ Huy Hoàng không chỉ đạo Sabeco thực hiện các dự án đã được phê duyệt, mà chỉ đạo thoái toàn bộ vốn góp, chuyển nhượng vốn của Sabeco tại Sabeco Peer cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh để hoàn tất việc chuyển quyền quản lý sử dụng khu đất nêu trên là tài sản nhà nước sang tài sản tư nhân trái pháp luật.